Chipu và hot TikToker Lê Bổng hóa thân thành bà già Noel, body ai chặt chém hơn. Cả hai đều đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi với clip nhảy lần này. Ngoảnh đi ngoảnh lại, một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Ngoài cái cảm giác hào hức ra đường trong đêm 24, thì ngay lúc này hãy cầm chiếc điện thoại lên lượn vài vòng, new feed ta sẽ thấy không khí Noel trên mạng cũng đang sôi nổi lắm rồi. Mới đây, Chipu và hot TikToker Lê Bổng có màn xuất hiện xinh đẹp trong video đón Giáng sinh. Thế nhưng cả hai vô tình lại đụng chung ý tưởng. Ngay lập tức dân tình bàn tán rôm rả, rồi cùng đặt lên bàn cân so sánh, từ khoản nhan sắc trang phục đến thần thái. Theo đó, trên nền nhạc ca khúc Last Dreamers, Chipu và Lê Bổng có màn vũ đạo bánh cuốn khỏi nói. Thêm nữa, khi hóa thân bà già Noel với outfit gợi cảm, cả hai khiến dân tình ào ồ không ngớt vì đều sở hữu body gợi cảm và gương mặt quá đỗi xinh đẹp. Trước đó, Chipu và hội bạn thân cùng nhau tổ chức quẩy tưng bừng đón Giáng sinh. Cả nhóm đã tụ tập với dress code đỏ rực cho đúng không khí lễ hội. Năm nay ngoài việc vắng bóng Quỳnh Anh Xin thì Salim cũng có kế hoạch khác nên không tham gia được. Hội bạn thân Chipu tụ tập Giáng sinh năm nay. Hot TikToker Lê Bổng cũng có màn hội ngộ cùng bạn bè vào mùa Giáng sinh năm nay rất vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.